Lãnh đạo Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Sơn La chiều 26 tháng 9 cho biết, Công an huyện Mai Sơn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với HTT, chú tại huyện Mai Sơn, là nhân viên bếp ăn của trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh, xã Triềng Ban, huyện Mai Sơn, về hành vi gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Quyết định tạm giữ hình sự đối với HTT, đựng Viện Kiểm soát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Vì lãnh đạo Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết thêm, bà T là vợ của nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh, nay đã chuyển trường khác. Ngoài ra, Cơ quan công an cũng đang trưng cầu giám định mẫu thức ăn nghi bị bỏ độc để tiếp tục làm rõ sự việc. Trước đó vào chiều 22 tháng 9, ủy ban nhân dân xã Trường Ban nhận được báo cáo của trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh về việc thức ăn của học sinh có mùi thuốc sâu. Sau đó chính quyền xã phối hợp với lực lượng chức năng xuống kiểm tra, phát hiện mẫu thực phẩm có lưu mùi thuốc sâu. Theo cơ quan chức năng, sự việc thức ăn có mùi lạ được phát hiện sớm, các học sinh chưa ăn nên không ai bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Chu Văn Thịnh thông tin, nhà trường có trên 1.200 học sinh, trong đó hơn 400 học sinh ăn bán chú tại trường.